cuộc sống hạnh phúc của bộ tộc 500 năm không ăn thịt, tự nhiên là nhà, thú nuôi là bạn. Ít ai biết rằng, trên thế giới hiện nay còn tồn tại một bộ tộc không ăn thịt động vật, sống trong sự hài hòa và luôn bảo vệ thiên nhiên. Họ được coi là những nhà bảo vệ môi trường đầu tiên trên trái đất. Bộ tộc đó mang tên Bisnoi. Với dân số khoảng 300.000 người, tập trung sinh sống chủ yếu ở vùng sa mạc Tha, bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, bộ tộc Bisnoi luôn coi việc bảo vệ cây xanh và muông thú là một điều luật. Con người không có quyền chặt cây và càng không được sát hại động vật, những người anh em, đồng loại của mình. Một thầy tu đang trị thương cho động vật trước khi thả chúng về thế giới tự nhiên. Những người phụ nữ Bisnoi sẵn sàng nuôi dưỡng những con thú non bị bỏ rơi. Từ khi còn nhỏ, những đứa bé người Bisnoi được dạy là không nên sát sinh, không được làm đau người khác dù chỉ làm tổn thương họ bằng lời nói. Trang phục của người Bisnoi vô cùng bắt mắt. Họ cho rằng phụ nữ là biểu tượng của sự sáng tạo, nên sẽ mặc màu nóng như cam đỏ, xanh, đàn ông sẽ mặc quần áo màu trắng bởi nó tượng trưng cho sự sạch sẽ và thắt lưng buộc bụng, biết chăm lo cho gia đình. Đeo khuyên to bản trên mũi là một cách làm đẹp của tất cả phụ nữ Bisnoi. Một trong những điều luật của người Bisnoi là giữ vệ sinh cá nhân, tắm gội sạch sẽ hàng ngày. Tuy nhiên, do nước ở sa mạc Tha khan hiếm nên hầu hết mọi người vô cùng tiết kiệm, trẻ em của bộ tộc phải ngồi tắm trong những cái chậu. Mặc dù khó khăn vậy, nhưng những cư dân Bisnoi vẫn dành ra một lượng nước để chăm sóc và tưới cho cây trồng. Thế giới nội tâm của người Bisnoi không bao giờ thiếu thốn, mà ngược lại luôn được lấp đầy bởi tình yêu thương và lòng biết ơn. Trong thời đại hiện nay, các ngành công nghiệp ngày càng phát triển, kéo theo đó là sự cạn kiệt về tài nguyên, ô nhiễm môi trường tăng cao. Đây cũng là nguyên nhân của sự đói nghèo, gây mất cân bằng sinh thái, làm tăng nguy cơ biến mất của nhiều loại động thực vật hoang dã. Vì lẽ đó, sự tồn tại của người Bisnoi như một minh chứng cho việc con người chúng ta hoàn toàn có thể sống tốt mà không cần giết hại động vật, đó là một cuộc sống hài hòa, được nuôi dưỡng bởi thiên nhiên và tình yêu muôn loài. Người Bisnoi được coi là mẹ của muôn loài.